Tổng thống Mỹ Donald Trump dương tính với COVID-19. Không biết các bác nào còn muốn chơi loa JBL nữa không? Nói về Tổng thống Mỹ một chút, ông là một người thẳng tính, được rất nhiều người yêu quý về cái tính thẳng của ông ấy. Nhớ một câu chuyện của ông ấy thôi, là thời đầu năm thì ông đã công bố là nước Mỹ sẽ mở cửa lại vào trước lễ phục sinh. Lễ phục sinh năm vừa rồi ấy. Thế anh em biết đến là ông ấy cứ nghĩ rằng đội quân y tế của ông ấy đang nghiên cứu thành công ra thuốc COVID-19. Thì đáng nghe ra là nghiên cứu thành công rồi đã công bố, nhưng tính Tổng thống Mỹ là rất thẳng, ông không giữ được cái niềm cảm xúc của ông ấy. Thế ông nói ra luôn, phát biểu ra luôn. Thế là sau cái đó là không đúng, thì đội quân của ông ấy lại phải đi dọn dẹp cái sự sai số của ông ấy. Và sau vụ đó thì ông cũng bị mất điểm trước người dân Mỹ. Và quay lại clip ngày hôm nay, thì tiện câu chuyện của Tổng thống Mỹ, thì bên em có những sản phẩm của JBL. Thì JBL anh em biết đến, thực chất nó là ban đầu của nó thì ở bên Mỹ, nhưng sau này thì nó chuyển ra các nhà máy các nơi khác, các nước khác như ở châu Á mình thì có nhà máy ở Quảng Châu. Thì nếu đồ ở bên Mỹ về thì rất là đắt, không bao giờ có đồ Mỹ về ở tới Việt Nam mình với giá thành rẻ được. Có về nhưng nó rất đắt và rất ít, vì cái tâm lý của người Việt Nam mình là đầu tiên là thích đồ rẻ, cái thứ hai nữa là mình không thể yêu cầu cái rẻ mà lại có đồ bên Mỹ được. Trong clip này thì em có hai mã sản phẩm ở đây của JBL, như tép kèn JBL 23XT. Anh em biết đến cái sản phẩm này, bên em nó bán ra được rất nhiều và rất lâu, bán đi hàng trăm cặp với cái giá thành chỉ có 450 một đôi, và được bao ship toàn quốc và tặng cả tụ trở cho anh em mình chơi. Thì anh biết đến cái giá thành đó là rất là rẻ cho một đôi tép JBL rồi, quá rẻ, chỉ có 350 một đôi cũ thì không thể yêu cầu nó là Mỹ được rồi, ở bên Mỹ nó về được rồi. Và thứ hai nữa là bát JBL 25, cái dòng bát gân vải, con này cũng được bên em bán này khá nhiều, bán này khá nhiều. Dòng bát thì nhiều, không thể nhiều bằng tép được, nó thật đồng được đấy. 500W của JBL. Dòng bát này bên em bán ra là 1,5 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Thì với cái giá thành đó thì không thể có được, vì một đôi loa này anh em biết đến là khi đóng gói vào lên tới hàng 10 cân, hàng chục cân. Tiền vận chuyển từ bên Mỹ về nó độ khoảng 10 đô một cân, thì nó rơi vào khoảng 100 đô rồi. Mà anh em biết đô bây giờ là 24, 25, thì em không tạo về giá đô, thì nó lên tới 2,5 triệu tiền vận chuyển rồi, đúng không ạ? Nên mình không thể yêu cầu với cái loa 1,5 triệu mà bằng Mỹ về được. Tất cả mình phải nói thật lòng với nhau, đó là hàng Trung Quốc anh em nhé, hàng Trung Quốc thôi. Tiện câu chuyện Tổng thống Mỹ bị dương tính với Covid-19 thì em giới thiệu sản phẩm này. Anh em quan tâm thì liên hệ trực tiếp với bên em. Và xin chào các bác và cảm ơn các bác đã theo dõi video của Huấn Audio.